Nói đến phần nội thất của chiếc xe Mercedes thì tôi khẳng định trên thị trường không một loại xe nào mang được cái tính đẳng cấp, quyến rũ và sang trọng như trên những chiếc xe Mercedes các bạn ạ. Đấy. Nhưng đặc biệt chúng ta có thể thấy vì những cái lời đồn, vì những kỳ thị mà đến bây giờ những chiếc xe nhiều tỷ đồng chúng ta chỉ bỏ ra vài trăm triệu đã sở hữu được nó, một chiếc xe đẹp đời cao như thế này. Vậy thì chúng ta hãy bước đến các bạn trung tâm, tại sao mà các doanh nhân hoặc các nguyên thủ quốc gia đến các chính khách ấy cũng phải sử dụng những chiếc xe Mercedes, thì các bác có thể tham khảo lý do tại sao. Thì cái phần yên ngựa của nó thì các bác có thể thấy đó là sự khác biệt hoàn toàn với những cái gì còn lại trên thế giới xe đây ạ. Đó. Và đặc biệt cái cửa gió điều hòa các bác nhìn cho em, tất cả những vật liệu của nó là cao cấp, và đây là ốp gỗ này, đấy nó uốn lượn rất là đẹp từ cái cạnh này, cạnh viền này, các bác nhìn cho em. Con xe nó chất lượng thì nó quá đẹp rồi. Và cái này thì các bạn trung tâm này có thể điều chỉnh bằng những cái nút xoay này, chuyển bài cài đặt cho xe này. Đấy, đây là rèm điện này, rèm sau này, chúng ta cần ấn nút này thôi. Đây là cảm ứng lực này, chúng ta có thể reset. Đấy, di như con chuột và ấn cảm ứng lực các bác nhé. Đấy. Và đây nữa, đây là cảm biến này, iStop dừng đỗ 3 giây tự động ngắt máy bên này này. Và đây là nhiều chế độ lái Eco này. Đấy, Comfort này, Sport và Sport cộng rất là hay. Âm thanh của xe Mercedes thì nó quá hay rồi. Và các bác có thể thấy rằng tất cả cần số thì chúng ta sẽ không thấy được cần số ở trên đây, vì nó là cần số điện ở đây, đúng không ạ? Và gậy số vô lăng. Đấy. Và cái luồng gió điều hòa của xe Mercedes thì nó khác biệt. Khi chúng ta ngồi lên xe Mercedes thì chúng ta sẽ được hưởng một cái luồng không khí sạch, tươi mát, từ như nó ở thiên nhiên tràn về. Thì đó là hệ thống không lọc không khí và xử lý không khí trên điều hòa của xe Mercedes. Nó cực kỳ dễ chịu, ngọt ngào. Đó là sự khác biệt. Đó, các bác có thể thấy nhé. Đấy, bản này thì nó có cửa lóc rồi. Vâng, có cửa lóc các bác này. Một chiếc xe nguyên zin nguyên bản, bao chất test khắp mọi miền tổ quốc. Nếu các bác tìm ra một lỗi nhỏ trên chiếc xe này không zin, thì tôi xin phép được tặng xe các bác. Thì đó là lời khẳng định để các bác thấy rằng đó là chất lượng và giá trị những sản phẩm tại Xe Mà Đam Mê bán ra. Và nhìn cái bản tâm ni canh cửa thôi cũng thấy nó yêu. Nó có một những sự khác biệt ngoài những cái vật liệu cao cấp, chẳng hạn như trên xe thông thường không có được. Toàn bộ đấy, nhựa mềm và da bò Mỹ các bác này, từ những đường kim mũi chỉ, cái độ chính xác hoàn thiện của chiếc xe nó cực kỳ là cao. Và loa này, Bose này, đấy, 3 vị trí nhau ghế cho bên phụ, bên lái và ghế toàn bộ chỉnh ở trên đây. Nó rất là hay. Ngay bản thân tôi đến bây giờ tôi cũng cực kỳ là khó chịu khi đi những chiếc xe mà họ đặt ở cái vị trí ghế ở đây. Khi chúng ta đóng cửa lại thì nó sẽ khép hẹp. Đây, chỉ ví dụ tay đeo nhẫn, đeo đồng hồ các bác ạ, nó cọ xước rất là phí. À, những bác đeo những cái đồng hồ đẹp thì thực sự nó đáng phí, và nó lại ngược lại, ngoài nó làm hỏng các vật dụng yêu thích, nó lại làm chảy xước những cái phần để tam lô tam ni. Thì xe Mercedes là một cái nó rất là thông minh, nên tất cả mọi người phải hài lòng. Có 3 vị trí như ghế, và từ cái mặt ghế này cũng được chỉnh này, tựa đầu cũng được chỉnh này, và rất nhiều hướng cái vật liệu của nó các bác nhìn này, nó đẹp không? Đây ví dụ như cái mặt ghế này, để đỡ đùi cho chúng ta dài ra cho nó đỡ mỏi thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Nó hay không? Rất hay đây này. Đấy, những cái giá trị mà nhiều bác không bao giờ hiểu được trên xe Mercedes. Thế người ta nói là đi xe Mercedes đấy, mỗi ngày thì khám phá ra một cái điều hay. Đấy, thay vì những cái điều dở trên những dòng xe thông thường mà mỗi ngày chúng ta chán nó, nhưng đi xe Mercedes thì càng khám phá càng hay. Và các bác đã cầm lái xe Mercedes, đi xe Mercedes rồi thì tin rằng đi những dòng xe khác chúng ta sẽ rất là khó để tìm lại cái cảm giác của nó, những cái cảm giác thú vị và tuyệt vời trên xe Mercedes. Đấy. Ngoài những cái vật liệu rất là cao cấp, chẳng hạn vỏ của nó ở dòng xe thông thường thì người ta chỉ làm bằng vỏ tôn sắt thép thôi, nhưng đây là vỏ hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm thì nó có giá trị gì ạ? Cái giá trị đầu tiên là cứng, trọng lượng nhẹ và không bao giờ bị han mục mọt. Nhưng có một cái điều mà chúng ta không hiểu được là cái gì? Khi xảy ra va chạm thì thường cái độ cứng của nó các bác chỉ bị chảy xước thôi. Nếu va chạm quá mạnh thì cũng như cái tấm kính cường lực đấy, nó sẽ vỡ vụn ra. Nó không bị đâm vào trong xe để gây cho người trong xe có thể là tử vong hoặc là bị chấn thương nặng. Thì đó là cái hay, nó như cái cứng cường lực ấy. Đấy, thì các bác mới thấy được giá trị của xe Mercedes nó khác biệt ở chỗ nào. Con này thì xuất sắc rồi. Ghế da bò Mỹ zin nguyên bản, như cái tư thế ghế người ta may
ôm người để cho nó dễ chịu, thoải mái khi ngồi xe mẹt đi những cung đường dài. Đấy. Nó không mệt, không mệt các bác ạ. Các bác nhìn mãi nó yêu đúng không ạ? Đấy, từ cái tâm đầu tâm đi, nhìn thế thôi đã thấy nó quá yêu rồi. Vậy thì nó yêu như thế nào thì chúng ta lại phải khám phá tiếp. Cái này là trang bị động cơ là 2.0 turbo tăng áp. Nó cực kỳ mạnh mẽ các bác nhé. Đấy, và từ cái chân kính của nó, lẹp kính của nó thì khác biệt trên dòng xe thông thường các bác này. Nó phê không? Nó phê không ạ? Quá phê. Vâng, nó quá phê các bác nhé. Đấy. Và ở đây thì các bác nhìn từ cái cửa gió điều hòa phía sau, nó cũng mang đến một cái điều gì đó sang trọng và đẳng cấp. Như cái luồng gió của nó rất êm ái, ngọt ngào và thơm. Đặc biệt cái hệ thống phun nước hoa của xe mẹt đấy, thì tuyệt vời. Đây các bác nhìn nè, ghế da zin nguyên bản qua thời gian. Đây các bác nhìn cho em, càng đét và cái tư thế ghế ngồi, cái mặt ghế nó rộng đấy, thì ngồi nó thoải mái. Và từ cái đỡ sườn các bác này, đây các bác nhìn cái đỡ sườn của nó này. Đấy, khi xe vào cua rung lắc thì nó đỡ sườn cho các bác không bị nhào người, được chưa? Cộng hưởng mấy hệ thống can thiệp cân bằng điện tử, nó làm việc rất ổn định. Đấy, và rèm đằng sau nó có rèm điện thì chốc tôi sẽ bật lên cho các bác. Đây, và từ cái tựa đầu nhìn nó cũng đẹp, anh người sau nhìn vào nó không tức mắt các bác ạ. Đây, và bên cạnh thì nó trang bị là rèm cơm thôi, bằng tay thôi. Đấy, để tạo cái riêng tư cho các bác và che lắng. Và đây, về độ đẹp. Đấy, rất nhiều loa được trang bị vào túi khí. Lên xe mẹt được đánh giá là dòng xe hoàn toàn mà nhiều bác không hiểu được hết cái giá trị của nó. Và tất cả từ cái phần gầm là đều có đèn soi các bác này. Đều có đèn soi nhé. Đấy. Đều có đèn soi. Thì vậy thì đây là một chiếc xe gì thì trước khi chúng ta đi thêm vào phần chi tiết thì các bác hãy ngắm nó và đi ngay xuống phần gầm của chiếc xe. Sau đó tôi sẽ quay chi tiết chiếc xe nhiều hơn. Cái khung gầm máy móc nó nằm toàn bộ bên dưới thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị thật của nó nằm ở dưới đó, cái chất lượng nó nằm ở dưới đó. Nếu các bác xem là phần gầm rồi, các bác định hình được chất lượng của chiếc xe rồi thì tôi tin rằng các bác sẽ tiếp tục xem tiếp. Đây là một chiếc xe chất lượng cao. Đây ạ, la răng đa chấu phải nói cực kỳ đẹp mắt. Và phần đèn sau là full nét các bác nhé. Đấy, full nét. Đây là một chiếc C250, giá trị lúc mới chúng ta phải bỏ ra đâu đó loanh quanh khoảng 2 tỷ đồng. Đấy, một chiếc xe rất mới luôn ạ, rất mới luôn, thế hệ mới. Nhưng đến bây giờ thì cũng cho các bác một cái giá, một con xe chất lượng hoàn hảo như thế này, 690 triệu đồng. Hơn tiền một con Vios một chút thôi. Liệu chúng ta có thể sở hữu chiếc xe mẹt đẳng cấp như thế này hay không? Đấy, thì các bác có thể ngắm nhìn vào phần đèn của nó. Đèn của nó thì cực kỳ sáng rồi, cảm biến cảnh báo va chạm 4 đồng quanh xe, một dàn lốp mới thay, đăng kiểm dài. À, cái đèn bi, các bác nhìn cho em, từ cái giải đèn sinh nhan của nó cũng khác biệt này. Đó, đây này, giải đèn led định vị ban ngày 2 bi. Đấy, bi led các bác có thể thấy đèn tích hợp bao rẽ trên gương đó. Đấy, các bác này. Đấy, tuyệt vời chưa? Phải nói rằng không có một ngôn từ gì, chúng ta phải nói là một dành là những cái mỹ từ để dành cho một chiếc xe mẹ thì đúng hơn. Đấy, vậy thì bây giờ trước khi đi vào chi tiết của chiếc xe, xin mời các bác đi xuống phần gầm để chiêm ngưỡng cái giá trị của nó trước. Xin mời các bác. Giá trị nó nằm ở đây các bác ạ, mà không ai cho các bác xem thì đó là bí quyết nghề nghiệp của những người thợ. Và những cái giá trị nó nằm ở đây nhé. Cái đầu tiên, cái máy nó quan trọng nhất đúng không ạ? Đây nhé, thước lái này. Con này nó xuất sắc này, xe chúng tôi tuyển chọn thì nó rất là kỹ. Lên con nào được quay gầm. Đây, cái giá trị nằm ở đây nhé. Thương lái là từng con ốc này, từng con ốc này, nguyên vạch sơn nhà máy này, máy này, zin này. Đây, từng con ốc ấy, cắt te này, các bác nhìn nhé, zin hết nhé, máy khô giòn hết nhé. Đó, còn đây, quay luôn cái bộ máy thì tiếp tục là ốc hộp số này, zin hết nhé. Đây này. Đấy, thì là kết cấu là zin nhé, máy số zin nhé, mà nó trắng phao, các bác nhìn ạ. Các bác yên tâm chưa? Đấy, quá yên tâm. Và đây, chưa hết đâu, các bác phải đi vào những vấn đề này. Thì khi các bác xem những chiếc xe Nhật, xe Hàn và các dòng xe khác thì nó sẽ không như thế này được. Chiếc xe cũ thì thường nó sẽ là gang đúc, hoặc là một số chẳng hạn như sắt thép thì nó sẽ han, nó không như thế này từ con ốc này. Cái vật liệu của nó tại sao nó trắng sáng qua thời gian dù bao nhiêu năm? Bởi vì đơn giản đây là hợp kim. Cái hợp kim ấy thì cái độ bền nó cao, nó cứng hơn, trọng lượng nhẹ hơn,
và không bao giờ bị han mục mọt. Thì các bác nhìn này, tại sao xe Mẹc nó vẫn là một cái thương hiệu hàng đầu thế giới này. Đấy. Khi xảy va chạm thì nó sẽ chịu đựng được cái lực tốt hơn vào cổ phanh, các bác nhìn nhé. Nó khác với cái phanh bình thường, nó rất là nhỏ. Nhưng đây, cái tiếp diện phanh lên đến 30 phân, có nghĩa nó tăng cái độ bám ma sát. Và những cái tem này còn nguyên này, con này thì nó cực kỳ là chất. Đấy, không mấy khi kiếm được những con xe như thế này, khẳng định các bác luôn nhé. Đấy, ai mua được nhân duyên mua những con xe như thế này là ok này. Đấy, đây nhá, này, tất cả từ cái tem này. Cái này thì vừa tôi rửa con nước nãi cho sạch từ cái tem nhá. Đấy, từ cái tem nhá. Đây, rằng này, chuẩn nhá. Đấy, không sợ va chạm nhá, rằng này. Đấy, đây nữa này, hệ thống treo. Đấy, có nhìn cho em, như này đã chuẩn chưa? Đã xứng đáng đồng tiền bát gạo được. Nhiều bác không hiểu về xe Mẹc đâu. Đấy, như các bác biết cách bảo dưỡng bảo trì thì nó rẻ, không biết cách bảo dưỡng bảo trì thì nó rất là đắt. Đấy, rất là đắt nhé. Đấy, đó, đó là cái giá trị đầu tiên khi xem một chiếc xe qua sử dụng. Cái thứ hai thì cái tấm bảo vệ gầm thì đây, tấm thép này nhé, bảo vệ máy nhé, thì tôi tháo ra rồi thì mới quay được cho các bác như này được. Và gầm đây, tại sao cái dầm trông ổn nó tốt đây này, những cái lớp nhiều lớp nhé. Đây, và sàn của nó toàn bộ là hợp kim hoặc là thép C55, nó không bao giờ han và rất là cứng. Rất là cứng nhé. Đấy, và sàn. Đấy, gầm của nó như cái tấm nhựa, nó phẳng căng không một vết xước, thì có nghĩa nó không bị chạm gầm. Đấy. Nhiều bác hỏi mà tại sao mà cái phần xe Mẹc nó cứ trắng tinh. Thì đây tôi cũng xin giải thích anh chị, cái bô nó chịu cái nhiệt nóng. Thì cái vật liệu của nó phải làm bằng những vật liệu gì ạ? Chẳng hạn inox nhé. Inox. Đấy. Thì nó chịu được nhiệt nóng, nó không bị han, không bị mục mọt. Các bác thấy chưa? Nó khác biệt chưa? Đấy, chất nừ luôn. Đấy, đây, các bác nhìn cho em, gầm nó cái trắng tinh. Đấy, nhiều người bảo tôi làm gì tôi sơn. Đây các bác này, nước nhá. Nước đây nhá. Sơn cái gì à? Nước vẫn còn nhá. Đấy, nước nã đấy. Và cầu sau thì nó dùng cầu sau là cầu đẩy. Cái lực đẩy thì bao giờ nó cũng khỏe hơn cái lực kéo. Đấy, nên là các bác thấy rằng xe dù là 2.0 nhưng mã lực thì bao giờ nó cũng lớn hơn xe nhà xe Hàn rất là nhiều. Vì nó dùng là một độ chính xác và cơ khí của Đức thì nó là hàng đầu thế giới rồi. Cái thứ hai, nó dùng cầu đẩy, cái lực đẩy nó sẽ khỏe hơn lực kéo. Tại sao xe tải đấy, người ta dùng cầu sau chứ không ai dùng xe tải cầu trước cả. Và những cái tem này, con này nó chuẩn này. Những cái tem này. Đấy, hệ thống treo đa điểm này. Toàn bộ hợp kim hết nhá. Toàn bộ hợp kim hết. Đây các bác này. Đấy, được chưa? Hợp kim hết nhá. Những cái tem còn đầy đủ nhá. Đó. Bô này, cái này hai bô này. Đấy, hợp kim thì nó cứ trắng tinh thôi. Đấy, các bác thấy không? Chuẩn nhá. Và ở đây thì những cái đồng taxi trên này thì nó những con ốc nó còn nguyên nguyên vạch sơn luôn của nhà máy luôn. Được chưa? Không sợ va chạm nhá. Đấy, những cái phần cua lốp này, cái tem nó còn này, phần nhựa này, căng luôn. Được chưa? Đây nhá, những con ốc đầu taxi nó còn dịt thì yên tâm rồi, đúng không ạ? Quá yên tâm rồi. Đúng không ạ? Đó, các bác thấy không? À, tôi làm như này thì tôi tin rằng đây, tất cả những ô tô này đằng sau này là chuẩn nhé. À, các bác cần đưa một cái video này lên thôi thì những người thợ xem sẽ định hình được luôn. À, nếu mà Phúc Video và Xe Đam Mê làm như thế này đã chuẩn chưa? Đã chuẩn chưa các bác? Những con ốc này cũng còn nguyên, chưa bao giờ tháo vặn này, nguyên vạch sơn nhà máy này. À, tem mác này, từ giảm sóc của phanh này còn đầy đủ hết nhé. Đây, từ những con ốc này, nguyên sơn nhà máy này, con này nó chuẩn này, hợp kim hết này, hợp kim hết các bác ạ. Đấy, đấy các bác thấy cái giá trị của nó chưa ạ? Và thank you tất cả mọi người, và đừng quên ủng hộ nhé. Và xe mà Đam Mê thì cứ chuẩn thôi. Và trước khi đi vào chi tiết của chiếc xe thì chúng ta hãy đi vào trái tim và linh hồn của chiếc xe, đó là khoang động cơ. Thì đây là trang bị khoang động cơ là 2.0 turbo tăng áp thế hệ mới các bác nhé. Máy rất gọn gàng. Nhưng đây, độ zin của nó thì các bác ngắm cho em từng con ốc, và máy của nó thậm chí còn trắng như mới cơ. Đây ạ. Thì đó là người dùng giữ gìn và vật liệu cao cấp không qua xuống cấp qua thời gian. Thì đây, đó là cỗ máy bao zin cho các bác tuyệt đối luôn. Riêng con này, được chưa? Đó. Đây, vật liệu của nó. Đó. Rất gọn. Con này thì chạy khá tiết kiệm. Đấy, có chế độ eco các bác nhé. Và từ cái đầu răng của nó cũng là hợp kim. Các bác nhìn này, đúng là tiền nào của ấy thôi. Đấy, toàn bộ là hợp kim. Và đây, từng con ốc đầu nguyên vạch sơn nhà máy nhé. Nguyên vạch sơn nhà máy các bác nhé. Đấy, đây nhá. Đây, tất cả từ con ốc này. Đấy. Phải nói giá trị của nó là giá trị như vậy đấy các bác. Đó.
Và tiếp theo chúng ta nhìn cái lắp capo của nó. Đây từ con ốc này, nguyên vẹt sơn này. Nguyên vẹt sơn nha. Và cái điểm mấu chốt của nó, người ta nói là vững như cường ba chân, là lý do làm sao. Bình thường một dòng xe thông thường các bác chỉ có một chốt khóa capo nằm ở phần giữa này thôi. Nhưng đây, thay vì một chốt khóa, nó trang bị tới ba chốt khóa. Một chốt khóa, hai chốt khóa và ba chốt khóa. Và đây là cái giảm chấn cho capo, chúng ta có thể điều chỉnh được các bác nhé. Và hợp kim thì nó cứng lắm, tem mác còn đầy đủ đấy. Thì đó là những cái giá trị mà nhiều anh chị không biết được. Thì tôi cũng xin phép là làm cái clip, nhưng cũng có những cái phần chia sẻ để các anh chị nào chưa hiểu thì chúng ta hiểu rõ nó hơn, đúng không ạ? Đấy. Và các bác có thể thấy rằng về cái độ đẹp của nhìn con xe mẹt thì mãi mãi không chán. Nhưng chúng ta hãy nhìn ở trên này. Đấy, tất cả hệ thống radar này, quét mặt đường này, đấy, cảm biến gạt mưa này, đây, đấy, để nó truyền tải thông số về xe các bác ạ. Đấy, để nó xe nó chuẩn bị vận hành thì nó đều có cái thông số gửi trước về, đấy, cho xe, để xe có cái hướng xử lý trước. Đó là những cái hay xe mẹt. Và đặc biệt những cái cảm biến của xe mẹt là rất nhiều để đảm bảo an toàn. Chẳng hạn như phanh mòn thì nó sẽ báo phanh mòn chuẩn bị thay. Đấy, nước, từ nước làm mát, từ những cái cảm biến áp suất nốt và từ mọi vấn đề thì nó đều được cảnh báo trước để chúng ta chuẩn bị tinh thần là thay thế để chiếc xe đảm bảo an toàn. Nhiều cái xe nó xảy ra tai nạn rồi các bác ạ, thì các bác mới biết rằng wow, cái xe chúng ta mòn phanh mà chúng ta không biết. Nhưng khác với những chiếc xe mẹt là nó đều cảnh báo cho các bác biết là phanh chúng ta mòn, chúng ta chuẩn bị phải thay. Đó, thì nhiều người là nghĩ là cái là làm sao là xe hay lỗi, đúng không ạ? Nhưng đó không phải là lỗi, mà đó là xe nó rất an toàn nên nó luôn luôn được cảnh báo tất cả các chế độ gì không an toàn, nó sẽ cảnh báo cho các bác biết. Thì đó là xe mẹt đây ạ. Và các bác hãy nhìn chiều ngược nó đi đó. Thì nhiều người cứ nói là xe mẹt hay lỗi, nhưng không phải. Bởi vì xe mẹt được trang bị rất nhiều cảm biến cảnh báo an toàn nên để nó nhận biết, nó báo cho chúng ta biết đó. Còn nó không lỗi đâu các bác nhé. Và công nghệ xe Đức và nền công nghiệp xe Đức thì đứng đầu thế giới, cái đấy không phải bàn cãi rồi. Và vô lăng này thì đều được chỉnh điện này, ga tự động cruise control này, và tất cả mọi thứ là auto này. Đấy, từ cái phím đèn các bác nhìn cho em auto đẹp chưa? Đặc biệt các bạn trung tâm, gãy số vô lăng có chế độ eco sport, cảm biến cảnh báo va chạm, màn hình cam lùi, âm thanh thì quá hay rồi, không có gì phải bàn cãi cả. Đây, các bác cứ nhìn cho em như cái này thôi. Thường các bác dùng xe là các bác về là cứ phải dán cái chống trời vào đây, đúng không ạ? Nhưng các bác nhìn trên xe mẹt có ai dán đâu. Nhưng tại sao nó không chảy xước? Đây ạ. Dù bước lên bước xuống, bởi vì nó là một loại nhựa rất đặc biệt và cao cấp, nó không bị chảy xước. Đấy. Và có đều có bình cứu hỏa kèm theo xe, nghĩa người ta trang bị tối ưu nhất rồi. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Đấy, tối ưu nhất rồi. Tuyệt vời chưa? Đấy, và bây giờ thì tôi xin phép này, nổ máy này. Đầy lộ thông minh thì đương nhiên rồi. Đây, lỗ máy này êm rít luôn. Đấy. À, đây. Một cái màn hình LCD rất to. Đấy. Con này nó báo chuẩn bị thay dầu rồi này. Đấy. Được chưa? Đấy, có cái cà lê này nhá. Đây các bác này. Đẹp chưa? Đấy. Tuyệt vời chưa? Đó, từ cái gương khác biệt, từ cái đèn trần, từ cái vật liệu nhựa như kiểu ABS ấy, nhựa rất cao cấp, và từ cái bản lề của nó, các bác nhìn cho em này. Tuyệt vời chưa? Đó. Đúc nghiền khối hợp kim, tại sao cửa nó chắc chắn? Và phanh tay điện tử ở đây. Đấy, và rất nhiều cái tính năng mà chúng ta phải khám phá. Và chúng ta phải khám phá. Và đây rèm điện đây, thì cái rèm điện thì các bác bấm ở đây nhé. Cái rèm sau này. Đấy, lên xuống bằng điện nhé. Được chưa? Và xuống cũng bằng điện luôn. Rất êm ái, trần thì sạch như mới luôn. Đấy, đây là những chiếc xe khá là sang trọng và đắt đỏ, nên là thường chủ nhân đi thì rất là dữ, rất là dữ. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Thì đó là những cái sự khác biệt mà nhiều anh chị không hiểu hết được cái giá trị của nó. Luôn luôn nói là xe mẹt thì lọ là thế kia, nhưng không, tôi thấy là xe mẹt nó mãi mãi là số 1. Đây là cái phím này, các bác nhìn qua thời gian nó cứ chảy này, rồi bong chóc này, như đây trên xe mẹt. Khác biệt chưa? Nào, chỉnh cửa hàng ngày, khác biệt chưa? Đó là sự khác biệt mà nhiều anh chị không hiểu được. Cái đẳng cấp của nó thì nó mãi mãi là số 1 rồi. Phong độ chỉ là nhất thời thôi các bác ạ. À, những đẳng cấp của nó là mãi mãi. Đẳng cấp của nó là mãi mãi nhé. Đấy, những chiếc xe đẹp như thế này.
Thì bây giờ các bác tìm ở đâu ra bộ la răng rất đẹp, đóng cửa cực kỳ chắc chắn, và thiết kế của xe mẹt thì nó rất là hài hòa, rất là tinh tế từ trong ra ngoài. Các bác nhìn cho em, đèn này đi buổi tối thì khá đẹp, và từ cái bô thể thao của nó ấy, thường các mẫu xe là thường hay độ thêm cái líp bô thể thao như cổ kiểu cầu mẹt đấy, học hỏi cầu mẹt. Nhưng có những cái thì chúng ta không thể theo được, như cái bô này là độ được, những cái bô này là bô zin theo xe nên rất là đẹp, cảm biến cảnh báo va chạm bốn lúc quanh xe đấy, từ những đường vút nó rất đẹp, từ thanh mạ cờ đôm các bác nhìn nó không bao giờ xuống cấp luôn, không bao giờ xuống cấp luôn đấy. Cốp thì wow, và cốp điện các bác ạ, những cái lý này nó cũng xịn sò, đúng là vật liệu những người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Thì đó là xe mẹt đây, cốp khá rộng các bác nhé, khá rộng đây. Dưới này thì mẹt là không đi lốp dự phòng vì đi lốp chống xịt, nên ở dưới này là không có lốp dự phòng, và cái đồ của nó còn sáng choang như mới luôn đó, được chưa ạ. Và cái nhựa này đựng đồ cốp này cũng không bao giờ chảy xước, thì tôi chia sẻ với anh chị rồi, tôi chả hiểu nó làm một cái loại nhựa cao cấp gì nữa, rất là hay. Đây này, từ trên mép này. Đấy, máng nước này nó đẹp như này cơ mà, đây này, nó phải như thế này lên nó chịu được cái nhiệt độ mưa nắng các thứ, phơi nắng ngoài rồi các bác nhá. Đấy, rất là hay, cốp điện. Đấy, và các bác thấy nó đẹp chưa, nó tinh tế không ạ, và nó xứng đáng đồng tiền bát gạo không ạ. Đấy, thì cũng xin thưa anh chị, chất lượng xe thì các chị đã xem rồi, vậy thì cái giá thì tôi cũng đưa rồi, vậy thì tôi sẽ nói cái đời xe. Đây là một chiếc C250 được sản xuất năm 2016. Thì tất cả những sản phẩm xe và đam mê bán ra đều có văn bản cam kết xe không đâm xô, không thủy kích ẩm nước, máy số nguyên zin nguyên bản. Nếu các bác tìm ra ba cái tiêu chí đâm xô nặng này, mạnh này, vào cái cấu của xe này, thủy kích ẩm nước, máy số không zin, con này xin phép tặng xe các bác, check ở đâu cũng được. Và đây là con này thì nó lại ưu tiên cái hệ thống phun nước hoa, rất là hay nhé. Đây các bác thì lắp bình nước hoa vào đây, nó sẽ bấm phun này. Đấy, con này thì được trang bị ở đây, đây nước hoa của mẹ này. Đấy, hay chưa, tuyệt vời các bác ạ, cái lỉ trong này xịn sờ rất sướng tay đó. Thì đó là những tất cả những gì mà tôi đã quay cực kỳ chi tiết cho anh chị. Vậy thì các bác là yêu chiếc xe này thì có thể chốt nhanh qua điện thoại, không sao cả. Đấy, không sao cả. Các bác ở xa thì tôi tin rằng tôi đã quay chi tiết như thế này, và những cái lời cam kết bằng văn bản như thế này, và những cái giá trị và thương hiệu của xe và đam mê đã gửi đến khách hàng trên mọi miền tổ quốc rất nhiều những sản phẩm của mình. Đấy, và đã được chứng minh về cái chất lượng, về giá trị, thì tôi tin rằng các anh chị sẽ chốt nhanh con xe này mà thôi. Đấy. Và GC250 được sản xuất 2016, chất lượng thì miễn bàn. Đấy, đăng kiểm dài lốp vừa thay xong. Đấy, được chưa ạ? 2016 Odo chuẩn 10 vạn km. Có nghĩa là một chiếc xe đến bây giờ là 7 đến 8 năm tuổi thì cái số lượng chạy 1 năm hơn 1 vạn km một chút là quá ít các anh chị nhé. Như thế là quá ít. Và có tuyệt vời không ạ? Và các bác đừng quên thả tim, thả like và đăng ký kênh để nhận được tất cả những sản phẩm tại xe và đam mê bán ra. À, các bác nào quan tâm thì gọi là alo ngay cho Fuego 0969 28 999, 0935 32 333, hoặc đến địa chỉ tại xe và đam mê, đường An Định, thành phố Hải Dương để chiêm ngưỡng. Các bác nào quan tâm em gửi ảnh và bán định vị cho. Và thank you tất cả mọi người, cảm ơn các bác và chúc các bác luôn luôn có nhiều được sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc. Cảm ơn các bác rất nhiều. Thank you tất cả mọi người đã xem clip và ủng hộ.